Nay mình đến một cái trại của ông anh bên quận 9 nha các bạn. Đấy. Quay cái trại chó nè, thấy đẹp chưa? Đấy. Rất là dễ thương luôn. Huấn luyện dỗ chăn nuôi tốt, sẵn sàng chiến đấu nha các bạn. Đây chó nghiệp vụ không các bạn? Đây. Con này là con Alaska nè các bạn, dễ thương chưa? Ủa con này nó hiền không chú? Chú ơi. Mẹ ơi. Con này nó hiền không chú? Con Alaska này nó hiền không? Nó tên gì chú? Đây. Để đi lẩu cũng quên. Đây chân luôn. Tôi đi làm mà cũng đi. Vâng. Thấy cưng quá. Ơi. À, cưng quá nè. Đứng dậy biểu ai? Quá trời bự luôn nè. Rất là đẹp nha các bạn. Hôm nay mình đến đây mình chủ yếu mình coi chó với lại mình tìm về cặp giống nha các bạn. Thấy cưng ca để xuống sao mùi hơi sâu à. Đây có chú chó dẫn đường rồi, nhiều loại chó đó các bạn ơi. Các bạn thích loại chó gì các bạn cứ liên hệ với mình nha. Mình là người chuyên gia đi tuyển chó và mua bán chó cho các bạn. Và các bạn thật sự muốn mua thì các bạn hãy liên hệ với mình chứ ra mình các bạn cứ điện tới các bạn hỏi không mà bạn không ai mua. Rất là ngầu các bạn ơi. Rất là ngầu nha. Nhiều giống chó các bạn. Chó thường cũng có, chó lai cũng có. Chó này là cái dòng chó khủng nè, bạn thấy cái chân không? Cái chân nó khủng không? Oh.